Rồi thầy xin chào tất cả các bạn nha. Rồi thầy chào bé thơm. Rồi chào bé thơm. Rồi chào bé thơm. Rồi bé thơm làm công an ha. Có ngay avatar làm công an. Rồi bây giờ thầy thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn uh, tổng hợp phần từ vựng nha. Rồi từ vựng à, verb, idiom, collocation, à, uh, word formation. Cổ của, của unit 4 các bạn nha. À, uh, destination C1, C2 rồi các bạn lưu ý cho thầy là cái pha cái này thầy tổng hợp ha thì thầy sẽ nói đều đều à, nó hơi chán chút xíu nha thầy sẽ đi từng chữ từng chữ một nha rồi các bạn cố gắng à, à, theo dõi nha à, các bạn theo, theo theo tham khảo cái bài này thì các bạn sẽ làm rất là tốt ở trong cái phần bài tập của unit 4 các bạn rồi rất rất là tốt bởi vì các bạn hiểu thì các bạn mới dễ làm được nha còn nếu các bạn không hiểu các bạn sẽ rất là khó làm thầy sẽ hướng dẫn từng cái từng cái một nha rồi các bạn chịu khó nghe các bạn có thể vừa nghe vừa làm toán cũng được các bạn rồi vừa nghe vừa làm gì cũng được nha vừa nghe vừa ăn cơm không vâng ờ à, mic hơi nhỏ em rồi để thầy coi coi thầy thấy nó cũng uh, tương đối chắc lại em thầy nha thầy thấy nó cũng tương đối chắc lại em thầy rồi bây giờ uh, chúng ta sẽ bắt đầu các bạn nha rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ uh, học cái bài chủ đề về từ vựng sự thay đổi các bạn nha. Rồi đây. Thì ở trong cái chủ đề này à, các bạn sẽ có 54 từ vựng nha. Rồi, 54 từ vựng. Đầu tiên các bạn sẽ làm quen với cái từ adapt các bạn. Ở đây là thích nghi nha. Còn adjust là điều chỉnh nè. Rồi. Lưu ý với thầy hai chữ này khác nhau nè. Ở đây thầy ghi hơi dài để các bạn dễ hiểu nha. Một cái là thay đổi quan điểm hoặc hành vi. À, để và thích nghi với tình huống mới các bạn rồi một cái là các bạn điều chỉnh nha, rồi thay đổi nhỏ để chính xác hơn, rồi mình điều chỉnh chút xíu để cho nó tốt hơn, rồi, rồi à, các bạn có cái từ alternate các bạn, nếu bạn đọc là động từ á thì bạn đọc cho thầy là alternate, còn nếu là tính từ các bạn đọc cho thầy là alternate nha, rồi alternate, rồi ở đây là luân phiên lần lượt à, kế nhau các bạn nha, rồi động từ là thay thế cho nhau, rồi rồi, các bạn có cái từ alternative nè. nè. À, lưu ý cho thầy cách sử dụng cái à, này nha. Nếu như đó là danh từ các bạn, danh từ thì nó là kế hoạch dự phòng, à, vật thay thế, vật dự phòng. Rồi. Còn nếu là tính từ các bạn, tính từ thì nó sẽ đứng trước à, danh từ. Thì các bạn chọn hoặc cái này hoặc cái kia nha. Rồi, một trong hai, hai cái. Rồi, lựa chọn thay thế. À, lưu ý cái vị trí cái danh từ nè, tính từ để các bạn dễ làm bài tập nha rồi các bạn có cái từ a này các bạn đây a man chính là điều chỉnh ha các bạn điều chỉnh tài liệu nè điều chỉnh luật điều chỉnh hợp đồng rồi để cập nhật để cho nó hoàn thiện hơn tốt hơn nha rồi từ a này các bạn lưu ý thầy rồi à, tiếp theo à, các bạn có cái từ conservative nha rồi từ này có nghĩa rằng bảo thủ các bạn có nghĩa rằng một cái người nào đó ha à, họ có tư tưởng bảo thủ không chấp nhận cái mới rồi, không dám thay đổi, chúng ta gọi họ conservative nha. Rồi, conservative các bạn. Rồi, các bạn có cái từ uh, convert các bạn. Rồi, convert uh, động từ. Rồi, convert là danh từ. Thì ở đây uh, động từ là chuyển đổi hệ thống. Rồi, chuyển đổi phương pháp sang cái mới nha. Rồi, còn động từ các bạn, một uh, nghĩa tiếp theo là thay đổi niềm tin tôn giáo các bạn. Rồi, hoặc là thuyết phục uh, thay đổi tôn giáo. Rồi chữ này là danh từ nè các bạn, nó mang ý nghĩa là người nha, đừng có nhầm lẫn ở đây là người đã thay đổi tôn giáo, người đã thay đổi đức tin các bạn. Rồi thay đổi tôn giáo này à, sang một cái tôn giáo khác là chữ này nha. Rồi lưu ý thầy, nó là chỉ người đó nha. Rồi à, các bạn có cái từ à, da cây nè các bạn, ở đây là một một nát nha. Rồi thối rửa nè, à, phân rã suy tàn. Rồi ví dụ như lá các bạn rơi xuống ha nó sẽ mục nát hoặc là uh, răng bị sâu các bạn, rồi, rồi uh, phân rã suy tàn. Còn danh từ, uh, các bạn có nghĩa rằng tình trạng mục nát nha, rồi tình trạng suy tàn. Rồi uh, các bạn có cái từ tiếp theo là các bạn có cái từ uh, deteriorate nha, rồi nghĩa là giảm giá trị các bạn, hư hỏng ha, làm cho xấu hơn, rồi làm cho xấu hơn, giảm giá trị còn bạn có cái từ distort là bóp méo thông tin nha rồi xuyên tạc thông tin rồi chữ này ở trong bài của chúng ta các bạn sẽ thấy nha rồi là bóp méo thông tin xuyên tạc thông tin rồi à, các bạn có cái từ dynamic à, như chúng ta đã học ha rồi như chúng ta đã biết ở các đề thi chuyên anh chữ này là năng động sôi nổi các bạn nha rồi chữ này là năng động sôi nổi còn các bạn có cái từ interview nè thì à, nó có hai nghĩa các bạn một là động từ nha rồi, uh, chịu đựng nha. Rồi, cam chịu. Rồi, ở đây là kéo dài nè. Như trong bài. Các bạn sẽ thấy nghĩa của nó là kéo dài. A last for a long time. Còn chữ này là tiếng hóa các bạn. Rồi, lưu ý với thầy là đi với in your from nè. Rồi, ở đây hai chữ này động từ danh từ. Rồi, uh, tiếp tục các bạn. Các bạn có danh từ là innovation. Ở đây là tính từ innovative ha. Rồi, bạn thấy ở đây có từ last nè các bạn cái từ last này nè nó vừa động từ là kéo dài nha rồi nó vừa tính từ là sau cùng hoặc vừa rồi nó cũng là trạng từ các bạn rồi maintain là duy trì cùng mức độ đang có nha rồi lưu ý thầy à, đây là từ vựng mà à, các bạn sẽ thấy trong bài người ta sẽ cho chúng ta sẽ gây nhầm lẫn ha với cái từ gần với nó rồi đây mờ là trưởng thành chính chắn nha rồi trở nên chính chắn rồi trở nên trưởng thành rồi à, tiếp các bạn rồi các bạn có cái từ modify rồi ờ, modify ở đây là sửa đổi nè làm nhẹ hoặc dịu đi làm tốt hơn rồi có một cái chữ này các bạn đây chữ này à, các bạn sẽ dễ sai nha ở đây là cái từ novel các bạn novel là mới lạ lạ thường nha rồi ở đây các bạn có cái từ uh, novel idea là một cái ý tưởng mới nha rồi tương tự chúng ta có những cái từ À, tiếp theo đây danh từ tính từ rồi thì ở trong cái à, bài này à, các bạn có khoảng 54 từ ha chủ đề về từ vựng thay đổi các bạn đây rồi ở đây các bạn cố gắng nhớ cho thầy có một số từ rất đặc biệt nha à, ví dụ như các bạn thấy cái từ uniform nè thì uniform ở đây các bạn nó không phải đồng phục nó không phải là danh từ đồng phục các bạn mà ở đây bạn thấy nè là không thay đổi về hình thức hoặc tính cách, chiều dài, kích thước, hình dáng, màu sắc, nhiệt độ, chuyển động ha. Có nghĩa là không thay đổi về length, về size, rồi về shape, rồi về color, rồi temperature, rồi movement ví dụ vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái chủ đề về từ vựng à, công nghệ thông tin nè các bạn. Rồi, à, các bạn có cái từ breakthrough các bạn là sự đột phá nha. Rồi, pro ở đây chính là băng tầng, sự truyền dữ liệu nhanh nè. Rồi, à, các bạn có Consumer Electronics, là thiết bị điện tử nha. Rồi, thủ công, thủ công. Rồi, ở đây thông thường các bạn thấy rằng người ta à, nói là data nha, là dữ liệu các bạn. Còn các bạn có cái từ datum nè, là dữ liệu số ít, cái này là dữ liệu số nhiều. Đây, chúng ta hay dùng cái từ đây, data các bạn, mà chúng ta ít biết cái chữ này. Giống như các bạn có cái từ vi khuẩn các bạn, bacteria, bacterium. Uh, vi khuẩn xích số, số nhiều Rồi file tập tin ha Rồi tương tự đây Manual Rồi Rồi uh, Tiếp Những cái từ vựng dưới đây Rồi Ở đây các bạn có uh, Cái từ nuclear các bạn Rồi tính từ trong bài chúng ta là thuộc năng lượng hạt nhân nha Còn các bạn biết là nuclear family các bạn Nuclear family Là gia đình uh, Một thế hệ ha Rồi extended family Là gia đình hai thế hệ ha rồi ở mỗi cảnh nó sẽ có cái nghĩa khác nhau rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái cụm động từ nha đây các bạn đây là cái đây là cái phần khá là quan trọng các bạn và các bạn làm bài các bạn sẽ thấy nó khó vì các bạn chưa nắm rõ cái cụm động từ này ở đây các bạn có backup nha là dự phòng là sao chép thông tin các bạn để mà dự phòng à, mất ha rồi hoặc là ủng hộ ai đó nè rồi ủng hộ ai đó các bạn rồi change around là thay đổi vị trí nha. Rồi ở đây các bạn thấy nè. Ở đây các bạn thấy rằng có ba cái thay đổi nè. À, không dễ đâu nha. Rồi. Bởi vì nếu mà không có kỹ thì các bạn sẽ làm bài. Các bạn sẽ cảm sẽ gặp cái khó khăn các bạn. Rồi. Thì ở đây thầy có phân biệt cho các bạn nha. Rồi thầy phân biệt cho các bạn nè. Là biến thành nè. Chúng ta hiểu rằng từ tình trạng này biến thành một tình trạng mới. Rồi. Ở đây cũng biến thành luôn và thay đổi hoặc phát triển thành cái khác làm ai đó hoặc điều gì đó thay đổi theo cách khác ha và cái từ back into các bạn cũng tương tự là nghĩa như vậy nhưng mà có khác biệt ở chỗ đây bạn thấy nè đây là cái à, ngoại động từ các bạn rồi đây là nội động từ rồi thì ở đây các bạn ở đây là ngoại động từ chỗ này nó sẽ cần một cái object nha khi mà các bạn làm bài các bạn sẽ thấy rằng À, chúng ta sẽ có make into một cái something nào đó rồi hoặc cái rồi sẽ có biến thành cái gì đó ha phải có cái đó à, vào bài các bạn sẽ thấy rồi ở đây à, các bạn có cái từ change out of ha là thay cái mới thay đồ mới ha rồi do away with là vứt bỏ nè do up là tân trang rồi làm mới nha hoặc ở trong cái đề thi chuyên anh đó các bạn à, các bạn học á thì chúng ta do up đề thi chuyên anh hồ chí minh thì đu gốc chính là cột dây dày nha rồi fade away là nhạc dần biến dần mất dần rồi key in là dập uh, dữ liệu máy tính nha rồi các bạn có cái từ mix up nè là trộn lẫn ha uh, để không đúng vị trí các bạn để lộn xộn là mix up hoặc là nhầm ai đó với người hoặc vật nào đó ha chính là mix up các bạn rồi ở đây là switch on switch off chúng ta gặp hồi rồi take apart là tháo rời ra có nghĩa rằng à, mua cái mua cái máy móc gì đó về các bạn chúng ta take apart chúng ta tháo ra rồi rồi tiếp các bạn đây các bạn có cái từ test out nè là kiểm tra thử nha rồi use up là cạn kiệt rồi wear out là mòn rách nè rồi ở trong đây các bạn ở trong bài của chúng ta đó là có rất nhiều động từ ha mà nó không có nằm trong quyển sách nó nằm trong phần bài tập á ở đây thầy tổng hợp cho các bạn nè rồi brush up on các bạn là cải thiện nâng cao kiến thức nha à tom ơi à, rồi thầy chỉ tom nha có một số động từ là nội động từ có một số động từ là ngoại động từ rồi giờ thầy ví dụ cho tom nè rồi chờ thầy xíu rồi chờ thầy xíu tom để thầy ví dụ nội động từ ngoại động từ nha rồi đây nội ngoại nha rồi à, đầu tiên á là ngoại, nội động từ thầy ví dụ nè À, ví dụ như là The Sun The Sun Rise Đây, mặt trời mọc nha Ví dụ như mọc ở hướng đông gì đó ha In the east Rồi, chờ thầy chút Thầy đánh rồi Rồi, mặt trời mọc ở hướng đông Ví dụ vậy nha thì Rồi Đây uh, raise uh, chicken chicken rồi at home ví dụ vậy đi rồi bây giờ tom nhìn đây là tom tom nhìn đây nha thì cái này nè mặt trời mọc em mặt trời mọc ha rồi mọc không cần biết em thấy không uh, cái này chỉ thời gian thôi thì mặt trời mọc chỗ này nó không có object nè rồi chỗ này nó không cần object có nghĩa rằng cái cái động từ này nè thì chúng ta gọi nó là à, nội động từ nha hoặc là intransitive verb hồi nãy thầy nói á còn động từ thứ hai em thấy nè ở à, đây là nuôi rồi raise là nuôi họ nuôi con gà còn ở nhà này không phải à, nó chính là trạng từ thôi em bỏ vô để cho em dễ phân biệt thì chicken là chính là object nè rồi chicken cần là object nè nuôi cái gì đó nuôi cái điều gì đó nha rồi nuôi cái điều gì đó thì có nghĩa rằng cái từ race này bắt buộc nó phải có cái object này nè thì cái này là là ngoại động từ rồi nhớ thầy là ngoại có nội không nha rồi lưu ý thầy là có một số động từ đó em là nó vừa nội vừa ngoại luôn ví dụ đây nè increase đây em à, ví dụ như là phía sau nó đem à, có cái tăng hoặc không tăng cái gì đó ha hoặc hoặc là nói tăng thôi cũng được rồi rồi tóm lại là nội ngoại hoặc vừa nội vừa ngoại rồi đơn giản như vậy thôi Tom nha rồi không hiểu thì họ báo thầy rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo các bạn rồi thầy chào Đăng Huy nha rồi thầy chào Đăng Huy rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo các bạn rồi bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp theo hay quá Tom ha giải đề thi chuyên anh rầm 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 bây giờ thầy mới giờ này mới mới biết nội với ngoại ha kỳ quá ha rồi tiếp các bạn rồi chúng ta có uh, đây là những, những cái sự kết hợp từ các bạn và bên đây là nghĩa nha đây rồi uh, các bạn có cái từ break nè break a habit nha rồi uh, từ bộ thái quan ha rồi break with a tradition là một cái việc uh, mới mẻ nha rồi khác cách cũ nè rồi rồi uh, tương tự thì các bạn có cái từ change rồi change đây uh, thay đổi từ cái gì đó gì đó ha đây À, có nghĩa là nghĩa nha, giờ bữa nó vào thầy giải bài tập cho các bạn, thầy sẽ giải thích các bạn từng câu một để cho các bạn dễ hiểu nha. ở đây thì các bạn nhìn qua để các bạn khỏi bị bối rối khi vào các bạn làm bài tập đó các bạn. rồi ý là vậy. rồi à, ở đây hẹn giờ, xem giờ, à, chạy đua với thời gian nha. rồi làm việc cả ngày. rồi à, à, 15 phút nữa thầy sẽ xong cái này, xong rồi thầy sẽ hướng dẫn giải đề thi chuyên anh vũng tàu. Vũng Tàu cỡ khoảng 20 phút, xong rồi thầy sẽ hướng dẫn viết 1.000 câu nha. Không, 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 không phải sorry Tom nha, thầy nói chơi thôi. À, cơ bản là em à, cố gắng nắm cái nội cái ngoại đi nha, để cho nhớ, nhớ để mà làm tốt bài tập em. Rồi, rồi tiếp nha, à, các bạn có cái từ đây nha ở à, đây có từ ngày, có từ thời. Rồi, nhớ đến cụm từ này các bạn nha, ở đây có nghĩa ha. Để vài bữa chúng ta làm cái unit kia đó mới mới tốt nha. Rồi. Ở đây các bạn có cái từ demand. Rồi. Thu Phương hỏi gì ta? WOT là gì ha? Thu Phương hỏi gì nha? À quên. À, bà Bảo Thanh. Rồi tiếp các bạn. Ở đây demand. Đây. Lưu ý cho thầy nha. Ở đây nè. In demand với on demand các bạn. Một cái là in demand nè. Là có nhu cầu. Có người mua các bạn. Có nhu cầu hay là có người mua. Rồi còn on demand là có sẵn nha rồi khi được hỏi khi được yêu cầu ví dụ như hai chữ này các bạn sẽ thấy nó khác nhau ở làm bài tập chúng ta phải phân biệt được chúng ta để để chúng ta điền tốt chỗ nào in demand thì on demand nha rồi đây à, các bạn có cái từ energy rồi energy đây đây năng lượng hạt nhân ha rồi à, không có năng lượng không có sự nhiệt huyết để làm rồi à, những cái nghĩa của nó các bạn nhìn qua để dạy bữa đi. chúng ta học cái trong bài lý thuyết. Lúc đó thầy hướng dẫn từng câu một cho các bạn nha. Rồi, bây giờ tiếp các bạn. Ở đây tới cái từ form nè. Rồi, tạo ra ấn tượng nè. Rồi, in good uh, form bad form có nghĩa rằng uh, trong cái phong độ tốt, phong độ xấu đó các bạn. Rồi, trong phong độ tốt, phong độ xấu nè. Đơn xin việc ha. Rồi, điền vào uh, đơn vân vân. Rồi, tiếp các bạn. Rồi, good thì quá trời luôn nè và các bạn thấy cái người ta hay sử dụng cái cụm từ này các bạn là is no good nè hoặc là is no you no point cộng in cộng góp in có in hay không nha rồi một số cụm từ đây a good deal uh, chính là uh, rất nhiều các bạn chính là a great deal of uh, a large amount of uh, các bạn còn đây chính là a large number of nè rồi còn cái này là một số lượng khá khá nha a good feel rồi rồi à, tiếp các bạn ở đây know à, nha rồi know đây những cái nó đây lưu ý thầy chúng ta có cái từ know how nè là bí kíp nha rồi đây chỉ là bí kíp các bạn rồi các bạn có cái từ lead ha đây quá trời luôn lãnh đạo ai đó nè rồi giữ vị trí dẫn đầu theo sự lãnh đạo của ha rồi quá trời bà con của nó đây à, để chúng ta nắm để chúng ta học cái phần lý thuyết đó, chúng ta viết luận các bạn những cái cụm từ này À, không cái nào thiếu nha rồi tương tự từ link rồi link đây đây các bạn rồi tiếp nha ở đây place nè các bạn có in place of là thay vì nha rồi ở đây là thay vì rồi uh, process đây trong tiến trình quá trình quá trình hòa bình rồi quá trình loại bỏ nè à, vân vân rồi purpose on purpose ha by mistake by accident rồi deliberately rồi accidentally rồi đây uh, reality các bạn những cái từ uh, collocation của nó đây rồi từ Tool ha uh, turn box rồi các bạn có những cái từ đây là use, use use này ha đây sử dụng cái gì đó làm gì đó đây rồi thầy ghi ra khá là rõ cho các bạn nha rồi in use rồi đang được sử dụng đang được thịnh hành nha rồi tiếp đây các bạn ở đây uh, các bạn có cái từ web chúng ta nói lướt web các bạn là surf the web ha hoặc là on the web nha à, các bạn sẽ không nói là in the web các bạn rồi đây à, nè website webcom à, weblog vân vân rồi wheel các bạn rồi à, ở đây các bạn có wheel of fortune rồi view wheel of fortune là sự thăng trầm của cuộc sống nha à, sự thăng trầm của số phận các bạn rồi như vòng quay á à, vòng quay may mắn rồi B các bạn, bây giờ chúng ta sẽ qua một cái phần à, một phần rất là quan trọng nha. Ở các đề thi khó mấy cái phần này nha. Thông thường chúng ta các bạn viết câu á khó không phải là do cấu trúc câu, cấu trúc câu, câu nó có số nó có giới hạn các bạn. Nhưng mà thành ngữ thì nó không có giới hạn, mà thành ngữ một là biết làm được, không biết là là thôi các bạn bỏ tay luôn. Đây, một con báo không thể thay đổi được cái vết trên người của nó ha. Đây là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời các bạn. Rồi, các bạn có cái từ on mod cons nè. Rồi chính là on modern conveniences nha. Rồi, có nghĩa rằng tiện nghi hiện đại các bạn. Rồi, uh, rồi các bạn có cái từ uh, break the mold. Đây, làm điều khác biệt với trước đây. Change your tone là thay đổi quan điểm thái độ ha. Rồi, ở đây uh, có một cái sự thay đổi của trái tim các bạn. Cũng là thay đổi ý kiến nè. Là quyết định không làm nữa nha rồi nếu bạn viết là biết cái gì đó inside out thì hiểu rõ về am tường về nha đây bạn phát minh lại cái bánh xe reinvent the wheel có nghĩa rằng đi lại lối mua lối mòn lãng phí thời gian làm những chuyện mà người khác đã làm rồi các bạn phát minh ra cái mà người ta đã phát minh ra lâu lắm rồi gọi là lãng phí thời gian rồi phát minh ra không không có uh, bán được các bạn bởi vì người ta đã làm hết rồi ở đây các bạn có cái từ stick là dính các bạn dính vào khẩu súng của bạn rồi có nghĩa rằng giữ vững lập trường nha rồi giữ vững lập trường rồi các bạn có cái từ the tools of the trade là các kỹ năng và công cụ làm việc nha đây bạn có một cái idiom cuối cùng nè à, chúng ta hay gặp trong cái đề thi chuyên anh đó các bạn là à, lật qua một cái lá mới có nghĩa là cải tà quy chánh ha từ bỏ thói quen xấu để tốt hơn. Bỏ uống rượu, bỏ thuốc lá để tốt hơn. Ví dụ vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua a uh, word formation nha. Rồi, các bạn có uh, những cái từ thầy tổng hợp ở trong uh, sách đây nha. Dĩ nhiên nó có cái nhiều từ nữa mà như đây thôi được rồi các bạn. Đây, adaptation, sự thích nghi các bạn. Adapter là bộ chuyển đổi nè. Adaptable là có thể thích nghi. Rồi, tương tự các bạn có cái từ adjust ha. À, vào phần word form ở trong cái phần lý thuyết á, à, cái phần bài tập á, thầy sẽ hướng dẫn từng câu một cho các bạn. Ở đó thì các bạn cố gắng phân biệt cho thầy hai chữ này khác nhau nè. Một cái luôn phiên, một cái có thể thay thế được các bạn. Rồi, đây, alternate, alternative. Rồi, tiếp câu số 4 nha. Arrange, rồi, rearrange. Đây, rồi, compatible, trend Đây, à, các bạn hay thấy người ta dùng ba cái tính từ này nè các bạn. Đây, interchangeable có thể thay đổi cho nhau được ha hoán đổi cho nhau được các bạn còn cái từ change over nè sự thay đổi ha thay đổi toàn diện nha rồi tiếp tục các bạn có cái từ continue đây một hai ba bốn năm sáu nè rồi các bạn có từ động từ ha convert danh từ convert rồi conversion rồi đây đây là người ở à, đây là người các bạn còn đây là danh từ rồi bạn thấy ha rồi, à, chúng ta sẽ qua đây, điện đây. Các bạn lưu ý với thầy nha. À, các bạn có cái tính từ này nè, là Electrify. Lưu ý với thầy nha. Đây, ở đây thì, ở mức độ C1, C2, người ta không phân biệt là Electric, Electronic, Electrical. Ba cái chữ đó là chúng ta học ở Destination B2 rồi. Thì ở đây, có thêm số từ khó nè. Electrifying là thú vị các bạn. Bởi vì, ở trong phần word form các bạn sẽ làm cái chữ này nè rồi bỏ ID vô là hồi hộp, hộp kích thích nha à sao 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 tom hình như cái này bài 2 mình có rồi à, cái phần đầu tiên là phục phần từ vựng nha đây là word form rồi ở à, desk hai ở ừ, desk hai hình như cũng có rồi đó rồi đây em uh, endurance nè endurance đây rồi bà con đó nha rồi tiến bộ nè rồi, à, đây các bạn, sự trưởng thành, sự non nớt ha. Rồi, đây, à, tới phần quật form, thầy sẽ giải thích từng chữ một cho các bạn nha. Làm cái đó nó sẽ hấp dẫn hơn, làm cái này các bạn sẽ cảm thấy hơi chán nha. Rồi, ở đây các bạn có cái từ đặc biệt nè, new nè, rồi, à, lại một lần nữa nè, rồi, khác đi, làm khác cách cũ các bạn. Rồi, à, các bạn có những cái chữ tiếp theo là place. Đây process ha, revoke. Rồi ở trong đây các bạn, thầy tổng hợp cho các bạn à, một số từ vựng nha, hoặc là tất cả các từ vựng các bạn ở trong cái bài Unit 4 nha, mà ở trong cái phần bài tập á. Đây là từ vựng trong cái phần bài tập. Rồi ở đây các bạn có cái undergo là chịu đựng hoặc trải qua. Undertake nha, là đảm nhận, hứa hẹn, cam kết. Rồi các bạn có under the bonnet, là dưới nắp capo. Cabo xe các bạn, dưới nắp cabo xe hơi nha. Rồi, spanner, cờ lê vàng ốc nè. Đây, các bạn có transistor radio là máy đài phát thanh nha. Rồi, elimination là sự loại bỏ nha. Rồi, các bạn có cái từ clockwork radio các bạn, radio cầm tay là hộp nhạc gỗ nè. Rồi, corp uh, proceeding là thủ tục xét xử của tòa án nha. Đây, uh, manifesto commitment là bản cam kết các bạn. Uh, quit, là tha bổng nè confidential là bí mật. Rồi period uh, furniture ở trong bài chúng ta sẽ có cái từ period furniture. Nó nghĩa rằng đồ đạc cũ và có từ thời xa xưa các bạn. Rồi ông bà ta để lại, tổ tiên để lại vân vân. Rồi các bạn có cái từ FD cut. Đây là từ bỏ quyền lợi nha. Rồi rotation, quay vòng luân phiên, retraction bỏ đi. Internal, external thuộc bên trong thuộc bên ngoài incoherent là không mạch lạc rời rạc nha in innate bẩm sinh rồi handy for các bạn là gần nha ở đây là near đó nhìn như vậy mà trong bài tập chúc các bạn có số từ các bạn không biết khó làm rồi các bạn có cái từ phonograph nè máy quay đĩa nè máy hát nha filthy là bẩn thiểu à, dơ giấy nha rồi à, lúc nào cái phần từ vựng nó cũng cảm lớp cũng cũng nó hơi hơi chán nản xíu ha rồi thầy đã tổng hợp cho các bạn rồi bây giờ thầy sẽ thoát ra, thầy sẽ vào, thầy sẽ hướng dẫn các bạn giải đề chuyên Anh Vũng Tàu mà thầy đã gửi cho các bạn ở trên fanpage đó nha. Các bạn chờ thầy một phút nha. Thầy thoát ra, thầy vô liền. Rồi chúng ta sẽ giải đề Vũng Tàu. Rồi cảm ơn tất cả các bạn nha. Rồi chờ thầy một phút. Rồi thầy xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Rồi bạn nào theo dõi chờ thầy một phút nha. Rồi.